Trần Triết Viễn bị chỉ trích về đối xử tệ bạc với Triệu Lộ Tư, vẫn nhận tin vui sau 4 tháng hẹn hò. Giữa lúc dự án Rèm Ngọc Châu Sa đang gặp phải không ít khó khăn thì một bộ phim khác của Triệu Lộ Tư đóng cặp với Trần Triết Viễn bất ngờ bị đài truyền hình Trung ương thẳng tay lên án. Từ trước tới nay, phim ngôn tình vốn là một trong những thể loại được khán giả đặc biệt yêu thích tại Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải bất cứ tác phẩm nào cũng có chất lượng và nội dung thu hút người xem. Minh chứng là mới đây, kênh CCTV của đài truyền hình Trung ương nước Tỷ Dân đã đăng tải loạt bài viết mỉa mai những tình tiết mất não của vụn trộm không thể giấu, pháo hoa nhân gian của tôi dưới hình thức truyện tranh. Theo đó, kịch bản cùng lời tỏ tình của nữ chính Tang Trĩ Triệu Lộ Tư dành cho Đoàn Gia Hứa Trần Triết Viễn trong phim Vụn Trộm Không Thể Giấu bị chê bai như sau. Một học sinh cấp 2 lại thích một sinh viên đại học và sinh viên đại học trả lời lại đầy lấp lửng mơ hồ. Cô bé mới chỉ 14 tuổi, liệu có biết yêu là gì không? Hiển nhiên, bộ pháo hoa nhân gian của tôi cũng không thoát kiếp nạn. Phân cảnh nữ chính Hứa Thấm Vương Sở Nhiên thủ vai cãi nhau với người mẹ đã nuôi dưỡng dạy dỗ mình chỉ bởi bác cháu trắng của bạn trai được tái hiện đầy hài hước. Thậm chí CCTV còn đặt đề tài của cảnh quay này, quan điểm kỳ lạ về việc lựa chọn bạn đời. Chưa dừng lại ở đó, nhà đài tiếp tục hướng mũi giáo sang Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa. Dù tác phẩm vô cùng hot tại thời điểm công chiếu, cảnh quay nhân vật Chu Vận Trương Tịnh Nghi tức giận quát tháo bố mẹ khi họ từ chối cứu Lý Tuân Trần Phi Vũ, kẻ vừa làm mù mắt người khác cũng bị chế nhạo bằng tranh. Động thái này của đài truyền hình Trung ương như một lời nhắc nhở gửi tới các đạo diễn biên kịch cần phải chỉnh chu và chắt lọc kỹ lưỡng những nội dung đưa vào phim. Bên cạnh đó, hành động của nhà đài cũng là lời cảnh tỉnh dành cho khán giả cần phải lên án gay gắt trước những tình tiết vô lý mất não, thiếu tôn trọng người xem của bất kỳ một tác phẩm nào. Dù rằng bị đài truyền hình quê nhà lên án dữ dội nhưng bộ phim Vụn Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn vẫn tiếp tục lập thành tích mới. Điều này khiến fan hâm mộ của tác phẩm lẫn cặp diễn chính vui mừng khôn xiết. Đây là dự án phim đầu tiên mỹ nhân họ Triệu hợp tác cùng nam thần thế hệ mới. Nhờ sở hữu ngoại hình đẹp, chemistry tốt, cặp đôi nhanh chóng gây sốt màn ảnh Hoa ngữ tại thời điểm lên sóng. Sau đó tác phẩm này cũng liên tục thu về loạt thành tích cực kỳ ấn tượng, giúp nam nữ chính trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất mùa hè năm 2023. Mới đây cả hai tiếp tục nhận tin vui lớn khi Vụn Trộm Không Thể Giấu lọt vào danh sách rút gọn của giải Thiên Thần Vàng cho phim truyền hình dài tập. Đây là giải thưởng nằm trong khuôn khổ Liên hoan truyền hình Trung Quốc Mỹ 2023. Chi tiết này như một minh chứng cho thấy sự thành công vang dội của tác phẩm khi lên sóng vào mùa hè năm nay. Sau màn thể hiện cực kỳ ấn tượng ở Vụn Trộm Không Thể Giấu, cả Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đều có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của mình. Cặp đôi liên tục nhận được vai chính trong các dự án truyền hình được đầu tư lớn, cả lưu lượng và sức ảnh hưởng của hai ngôi sao chiến ích này cũng tăng lên rõ rệt. Ở thời điểm hiện tại, Trần Triết Viễn vừa nhận lời vào vai nam chính của Cây Ô Liu Màu Trắng hợp tác cùng Lương Khiết. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư xác nhận tái hợp với Lưu Vũ Ninh trong dự án phim Rèm Ngọc Châu Sa. Người hâm mộ đang vô cùng mong chờ các dự án phim tiếp theo của cặp đôi lưu lượng đình đám này. Mặt khác, sau khi bước ra từ Vụn Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn nhiều lần vướng đồn đoán là hẹn hò vì netizen liên tục soi ra loạt hành động tình tứ họ dành cho nhau. Tuy nhiên, có vẻ như hiện tại cả hai chỉ tập trung vào sự nghiệp chứ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Dẫu vậy, fan couple vẫn nhất mực đẩy thuyền nhiệt tình mỹ nhân xuyên không và nam thần thế hệ mới vì cả hai trông quá đẹp đôi.